Game rất đồ kiểu đấy, đúng nhìn sợ luôn. Thì bạn vô cái đội hình gì mà nó rất toàn đai máu bạn cũng mệt hết bạn ạ. Chỉ có mẹ may ra hóa hình bạn cho mẹ mấy cái người na rồi đúng mẹ. Một hai cái rát máu thì nó tăng trâu thôi chứ. Đạn bạn thiếu thì gặp mấy thằng đế chế nó chọi cũng chết. Trâu cỡ nào chọi cũng chết. Trâu bằng trời. Ê. Tự. Cách sai là đấu sĩ này. Hóa hình này. Wow. Anh chỉ đấu sĩ được. Rồi, nào xét. Ba đấu sĩ rồi. Ý kiến của cái vụ tân chim quỷ nó rớt 4 cái nước mắt thì có khác gì ngày 3 cái đai máu không? Thế bạn ý kiến gì về tân chim nó rớt 2 đồng, 2 vàng? Hay là tân sói rớt 2 vàng? Đúng 2 vàng không hơn. Không có một cái gì. Đúng một cái chấm hỏi cái tí mẹ bằng cái tóc về này. Chạy lại chạm nhẹ phát rớt ra 2 cục vàng. Rồi hết luôn, không còn gì hết. Và từ đó là tôi chả thấy đồ đâu nữa. Trong khi đồ mình đang ít thì người ta một món đồ lớn rồi đấy. Mà là còn vậy. Cái đầu mía lại thọc đồ. Lại thọc đồ nữa rồi. Rồi. Người đéo cái gì ngoài con nọ xếp luôn. Bãi cái lên. Đâm mà Rion làm ăn vui vậy. Ván nào cũng thế và ván nào nó cũng vậy. Đờ mà Rion sao mày cứ trốn tao hoài. Mẹ. Tiền cũng chẳng được nhiều đấy cả. Nhiều tiền cũng đỡ. Chán vãi ca lên. Đây là chơi game à? Đây là game công bằng đây à? Công bằng vãi lên. Được, gặp mấy ông bán máu cũng được. Tiền nhân phẩm nhà vô nhà đồ mỗi cái nó xét ghẻ thà nó rớt được 20 vàng đi còn đỡ. Như mấy rau game trước là tôi quất được 20 vàng rồi đấy mấy ông ạ. Đứng em để lâu quá thêm âu sầu này nó ra cho hết nó đau đầu. Bộ đấu sĩ nha, đừng đùa. Thắng đi, thắng một con bò rau. Ông nhìn vào tôi coi. Thà tôi nhiều tiền thì tôi cũng nói. Không nói. Tiền nếu có. Mà đồ cũng không. Nãy giờ là win streak để dành. Mẹ giờ được có 20 đồng này. Bình thường mà ít đồ chỉ có một món như vậy á, là ngay ra đầu tiên là mình đã có một cục vàng hoặc hai cục vàng rồi.
xin được nàng vợ trong nàng. Thương em để lâu ngã theo sông. Rồi, đây đây Win Trick đi. Tới đây thì đập chết mỡ nó được Win Trick đi. Mình thấy con Ali 2 còn ngon hơn con Lucian. Nói xong ai gọi em đó, cái mặt chó em đây này. Con giả quá, rồng à. Thôi đấu sĩ đi. Đấu sĩ ở vậy chơi. Con dễ ăn dữ nhỉ. Nào thọt đồ thật đấy chứ, thọt vãi lên. Chơi gì thật. Đổi như thế này thì em chịu, đéo biết chơi cái gì luôn thật. Roll gì Win Trick à? Up chết cũng đâu nét được gì đây. Roll thử coi mấy cái à. Roll round leo này đây. Rao này win đi là được thêm một đồng, là đừng đồng đừng rốt, ra sao rồi rốt. Zin nữa thì đẹp rồi, nó làm gì? Zin đẹp thì đẹp đồ đâu? Phải có đồ nó mới đẹp. Chứ có đồ thì đẹp cái đếp gì? Thằng này 100 máu luôn này, tiếp đó.
sách đao nhỏ luôn. Chị vị hơi lâu rồi. Ôi cho gán kỹ. Thay gấu đi. Ô, cái xa sớm này. V2 này. Cái xa sớm này anh em này, chơi 4 hư không này. Đủ. Cái xa sớm rồi, chơi 4 hư không rồi. Đáng kiếm đi cùng. Quá lạ. Gấu luôn. Nít lấy 6 đấu sĩ. 6 đấu sĩ thì một cái xa được. Nhưng mà hai hậu vệ bây giờ ngon lắm. Hai hậu vệ ngon lắm các bạn ạ. Hai hậu vệ đầu game này rất là ngon. Bạn chưa có đăng chính, Nai Linh thế nào là kiểu đăng chính để nó đấy. Hai bang có được lợi được gì đâu. Cái bang đi. Đéo biết lấy cái gì đây này. Lấy cái giáp vậy. Nhìn chán đời vậy. Cái xa không đồ. Đồ mắt đừng nó URF không thua nha. Là mắt xăm lì luôn á. Rồi đập chút mở ra đi. Cái tim băng xạo lên. Mà URF xong thua là chửi á. Mà mất win trick. Mất cái win trick của anh là anh chửi thích mỏ. Mình lên thêm một chét cái. 5 vàng vẫn khỏe, mình thấy nó yếu. Đấu mạnh đâu. Đam bé lắm, có 55 đam mà, bắn không có xi nhê. Có Jin vào chả làm cái gì. Ráng cho Jin cái bùa đỏ. Jin vào nước xìu. Ván này ráng lên chín sớm. Chơi 6 đấu sĩ 2 hậu vệ. 6 đấu sĩ 2 hậu vệ với 1 con Jin hoặc 1 Kai'Sa. Thank you.
Trời ơi, má toàn giáp á. Em cũng a à luôn ý. Đồ. Đồ này là đúng a à luôn ý. Vãi cái đầu gì ạ? Đồ này không biết ghép cái lền gì luôn ấy các bạn ạ. Găng tay băng giá cháu ghép à? Tim băng vi, găng tay băng giá cháu ghép. Thìa để tí tính. Không có cái đồ công nào luôn ấy. Có cái này này, bàn tay công lý. Thề chứ. Tim băng vi đi á, tính gì tính. Má đồ. Đồ nhìn chán quá. Đồ thực sự là quá chán. Face me again. Thực sự là rất chán. Ráng lên 9 kiếm Kai'Sa 2 của ấy thôi. No need to be down. Mọn cây xa ra lấy 6 đấu sĩ đi nhỉ. Sam cầm giáp nhìn là đéo có nhặt luôn. Gậy 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 cho cái gậy. Má đừng mắt tiếp. Trời ơi cuộc đời của tôi. Ta là đồ đạt toàn toàn là cái cứt đái các kiểu không à. Đây cho gác hai quá lại bứt mẹ vào đấy, 6 đấu sĩ nó chết. Đồ đồ nhìn vất game luôn.
Nói rồi, bản này AFK thôi, lên được con đấy là AFK được rồi. Mình cứ chơi 6 đấu sĩ hay hậu vệ vậy đó. Giờ là vứt AFK, giờ là AFK luôn. Lên 9. Lên 9 mình vứt con Jin vào. Con Kai'Sa mà không có đồ là cũng vứt à. Thì ấp chết mà, lên chết 9 đi. Con Jin không có đồ thì cũng vứt, Kai'Sa không có đồ thì cũng vứt nốt luôn. Team mình chỉ được cái gọi là lầy tốt, lầy giỏi, khá lầy, cùng nghệ cùng ngủng cái đều gì kìa mẹ đó. Lấy 6 đấu sĩ hai hậu vệ, bây giờ lấy thịt đè người thôi chứ. Con má lại nước mắt lại giáp. Vãi nồi mặt phép. Để dành các cái cuồng cung cho con lèn Jin. Ai tiên băng rồi. Cái nước mắt cho ai đây? Cho mẹ ăn gấu cái nước mắt đi. Đó, bếp khóa đồ. Thì cho Jin cuồng cung thôi, quẩy 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 được thế nào quẩy thôi. Kệ mẹ, giờ áp cao chết. Gấu quỷ hả? À? Gấu quỷ thì có cái con quỷ nào đâu mà gấu quỷ. Để cái cuồng cung như con Jin. Ấp chết 9 lên xả con Jin vô. Khi nào cái xa 2 thì mình đổi. Thôi cứ kệ đi, bán này lấy mẹ lấy thịt đè người các bạn ạ. Này là đúng lấy thịt đè người luôn chứ đéo được cái vị gì hết. Cái team mình thực dạng gọi là người ta gọi là team lầy. Để không có một tí đã. Cái ba ván liên tục rồi. Giáp, nước mắt và kháng phép thì nó ra ê hề luôn. Ván này bạn đếm nước mắt đi. Một cái, hai cái, ba cái. Đếm giáp nhà một cái, hai cái, ba cái giáp, ba cái nước mắt. Hai cây gậy, một cái kháng phép, hai cái kháng phép. Nhìn chán. Chán đéo chịu được.
phần về chúng tôi. Chúng tôi lầy lắm. 6 đấu sĩ hai hộ vệ thì đánh hộ. Lầy lắm. Đi lấy con Pan hay con Leona được ấy. Để thêm độ chay. Ôi trời ơi. Lầy thì ngã vô địch. Kéo đấm đấm đéo mất máu à. Tập này chúng nó đánh nhau chết hết rồi chứ mình nó có liên quan gì nữa đâu. Mình đâu có liên quan gì đến cuộc đời nữa. Cho chúng nó đấm nhau chết thôi chứ làm gì giờ. Đây mình lấy cái xe ke, mình lấy cái kiếm súng có tí đam. Kiếm súng à? Dây ke đi nhỉ? Dây ke thì có tí tốc đánh không? Mà lấy kiếm súng cho gác thì có tí đam các bạn. Nó còn chơi chơi một tí. Kiếm súng cho Jin cũng được. Là 56, đầu từ 52 đúng không? 52 tiền. Trời ơi. Nhà mình không có gì ngoài điều kiện đâu bạn nè. Nhà mình là nếu có gì ngoài điều kiện đấy nè. Súng cho gác à? Thôi. Thì khóa là mình khóa đi. Cho mình khóa đồ. Đấy, khóa đồ đó. Rồi. Mình bắt có đam này nha. Trời ơi, có đam này nha. Ra gì phết. Có tí xin. À, từ chiều lấy thịt đè người mà. Let's do this. Đờ mà còn đéo có nổ con xin hang. Phò tân làm gì cái giờ này, 6 đấu sĩ rồi. Gấu xài. Kiếm con Jin 2 thôi là ẻm mẹ nó game rồi. Đó con Jin 1 kìa. Kéo nó, thắng rồi, mày giỡn, chết nè. Giỡn. Như chỉ trực tội, má đồ mát thủ luôn. Bên cái lìn gì nữa ba. Sai vậy để đội hình về cho nó trâu. Mẹ bán lại ra. Nice win này. Đây mình kiếm con Jin 2 mà nó không ra ta. Đồ ho ghét. Tìm chỉ được cái lầy, chả được cái gì. Thôi, game này cho ghét 3 gì nói nữa. Kiếm Jin 2 chơi. Game này mà cho ghét 3 đi 3 gì nữa. Kiếm Leona 2 không để Jin thôi chứ. À, rồi ok. Em mẹ ghê mà. Sẽ bởi gì nữa. Ui thằng này mặn nè. Đừng giỡn với nó.
bạn thua mình. Khỏe đấy. Rồi ok. Who needs a beat down? Kiếm leo nan. Kiếm bé leo na nữa là được. Thôi thằng này có khóa đồ nữa đâu, cứ bâu bâu lên đi. Bâu nhiệt tình vào. Con Vi nó chạm vô ông là coi như là ông cũng dễ bị đánh đâu không ạ? Ông Raven ạ. Đó, ông đánh đi. Đó, ông đánh đi. Mobile 0.69 tấp đánh. Đánh đi. Hai cái tim băng. Rồi, con Blitz nó kéo hết nè. Chúc mừng bạn bị Blitz kéo. Blitz. Blitz sao chán lâu vậy? Đệt mơ vậy đó, con Blitz tỉnh dậy sớm sớm là ok rồi. Đây có con Pan này. Cho con Pan vào ủi vào mồm nó mới được. Cho con Pan ủi vào mồm nó, con gái là nó có con Vi là con Pan ủi vào mồm là đập được nó à. Raven với chúng tôi. Raven. Tiếp nó. Tiếp nó. Con xin đâu thì phải đeo hai bài hết ta đi. Con xin đâu. Con xin lên. Phải có hiếp cái kia. Con xin lên. Nó bình bực cái gì khổng lồ thì ngon quá nhỉ. Để mẹ kéo đẹp như thế rồi. Đồ đéo có đam mà khổ thật. Lấy tí ma vũ sông kiếm có tí đam này anh em này. Thôi lấy cái ma vũ sông kiếm thì mình cần mẹ thì bút rồng. Chắc có tí chắc đánh này. Không phải, hồi nãy con Blitz của mình bị ăn ma chết. Lấy leo na 2 lại ngon. Chứ mình ngồi đợi tiền gì nữa. Chán leo nè. Rồi. Ơ à. Ừ đúng rồi. Chết con Raven rồi. Ok. GG. GG. Nè nè nè. Tôi tè đi. Cái trận game. Cái gì đâu mà đồ mà nó